nam thanh niên tử vong sau khi ăn thịt con chó cắn mình. Bị chó lạ cắn, nam thanh niên ở Phú Thọ giết chó rồi đem về làm thịt. 4 tháng sau, người này tử vong. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 30 tuổi ở Phú Thọ đến khám do hốt hoảng lo âu. Bệnh nhân cho biết khoảng 3 đến 4 tháng trước, bệnh nhân bị con chó lạ cắn, sau đó bệnh nhân đã đánh chết con chó và làm thịt ăn. Bệnh nhân cũng không đi tiêm kháng huyết thanh. Trước khi vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, kích thích, sợ nước, sợ gió lạnh, không tắm, đau mỏi đầu và hai vai. Khi đó bệnh nhân đi khám ở phòng khám tư nhưng không đỡ. Ngày 21 tháng 12, bệnh nhân đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám, được chẩn đoán và làm xét nghiệm virus dại có kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại khoa cấp cứu. Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh nhân hốt hoảng, kích thích, sợ nước, sợ gió của bệnh nhân tăng dần. Được bác sĩ giải thích tiên lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Trước đó vào đầu tháng 12, một người phụ nữ 44 tuổi tại Bắc Cạn cũng tử vong do bị chó dại cắn cách đây 4 năm nhưng không tiêm vaccine phòng bệnh dại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.